Chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3 kết nối tri thức, cùng nhau ôn thi học kỳ 2, giải những cái đề thi học kỳ 2 năm học 2022-2023. Ok, đây là những cái phần từ vựng mà chúng ta cần phải học, từ vựng là mỗi câu. Rồi, chúng ta làm thử cái đề này. Look, listen and write, đây là bài nghe. Brick and circle A, B or C này các bạn. Bài đọc đó, bài đọc viết đó. Bây giờ, what would you like to drink? Tức là bạn muốn ăn cái gì? Bạn muốn uống cái gì? Thì các bạn phải khoanh cái câu nào nó hợp lý. Đó là I like some milk. Mới đúng mẫu câu nhé. Sang câu tiếp theo là câu 2. Where is the table? Có nghĩa là cái bàn ở đâu? Và chú ý cái bàn này là số ít. Thì chúng ta phải trả lời is e. Is in the bedroom, nó ở trong phòng ngủ. Không thể chọn câu A được. Khi nào số nhiều thì các bạn sẽ chọn câu A, còn đây là số ít thì các bạn chọn câu B. Câu số 3, how many teddy bear do you have? Bạn có bao nhiêu con teddy bear? Ở đây đang hỏi về số lượng các bạn. Số lượng ấy. Số lượng thì ở đây các bạn sẽ là tôi có một ít hay là I have some, tôi có nhiều là I have many các bạn nhé. Sang câu số 4, what can you see? Là bạn có thể nhìn thấy cái gì? Thì câu trả lời của chúng ta đó là cái câu mà I can see a parrot. Ok. Rồi, sang cái bài này. Chúng ta có tree là số 3. Tree là số 3, dog là con chó. Have là có. Bird là con chim. Những con chim. And là vàng. Has là có. Nó coi, xin chào, tên tôi là Ben. Tôi có nhiều đồ chơi, vậy là I have many toys có nghĩa là tôi có nhiều đồ chơi. I have two cars and three trains. Tôi có hai cái ô tô và ba cái tàu hỏa. I have four ships. Tôi có bốn cái thuyền. And là năm cái bus sẽ năm cái bus. Tôi thích đồ chơi của tôi. Tôi có một người bạn tên của anh ấy là Andy. Anh ấy thì say has. Anh có một thằng thú cưng. Anh ấy có một con gì đó, là một con chó và hai con mèo. Anh ấy có ba con thỏ và bốn con chim. Chúng rất là đẹp. Ok, rồi chúng ta có phần let's talk, hỏi và trả lời về nghề nghiệp của các thành viên gia đình. Ví dụ như là hỏi là what's your father job? Bố bạn làm nghề gì? Thì các bạn trả lời là he's a doctor chẳng hạn, hoặc là một bác sĩ. Hoặc là what's your mother job? Mẹ bạn làm nghề gì? Thì trả lời là she a teacher chẳng hạn. Cái thứ hai là hãy hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí của một căn phòng, của ngôi nhà. Ví dụ là where in the kitchen, cái bếp ở đâu? Thì các bạn phải biết được trả lời là is here, nó ở gần, hoặc là is there, nó ở xa. Nói về số lượng đồ vật trong một căn phòng, vậy hãy hỏi là how many chairs are there, có bao nhiêu cái bàn, có bao nhiêu cái ghế? Thì các bạn sẽ trả lời là there are ba cái ghế, there are three chairs. Rồi hãy hỏi và chấp nhận đồ ăn hoặc là từ chối đồ ăn đồ uống là would you like some rice? Yes please. Would you like some chicken? No thanks. Hoặc là order, đúng không? What would you like to eat? Là bạn muốn ăn cái gì? I like some bread please. Hoặc là what would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì? Là I like some milk please. Sau bài số 6, hỏi và trả lời về mọi người. Ok, cái này nói rồi. Đồ chơi, rồi những cái hoạt động bên ngoài, sở thú,